Chào mọi người nhá. Sáng nay mình đi gỡ bẫy thì chiếc bẫy này nó dính được một con nhá. Đây này. Chiếc này, này dính được một con đàn lơ nhá. Đây. Đấy. Còn đây nhá, con này đẹp lắm nhá. Nhìn này. Mình cho cái đầu về đây xem nào. Lắm. Con này đẹp lắm nha. Đấy. Nó bị gãy chân rồi nhá. Gãy chân rồi này. Gãy rồi. Đấy. Sáng nay vừa mới dính nha. Gà này rất là đẹp. Cầm đi. Cầm đi cho vào bao. Sáng nay được hai con nhé, được một con dưới với lại một con gà. Đi. Sáng nay về một con gà nhé, một con gà lôi nhé. Được rồi, cho bao đi, cho vào bao đi. Tá tung một đám thật cơ. Một tú. Tá. Cắt đoạn này đi nhá. Nó bị gãy rồi. Cho bắt đi sáng. Con này mang về nuôi nhá. Con này không chết được đấy nhá. Ok. Được rồi. Được chết máy. Thôi, mình đi gỡ cái tiết nhá.